Dạ vâng, cửa hàng nông ngư câu Huy Hoa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một lô máy cưa xích thoải mái cho các bác sự lựa chọn các bác nha. Đấy, hôm nay thì cửa hàng chúng em đây là rất là nhiều mẫu. Đấy. Và lời nói đầu tiên thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương với các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em. Các bác hãy cho em một like và một đăng ký kênh để cửa hàng chúng em có động lực để làm những video về máy cho các bác xem qua, cũng như là các bác được thông báo khi cửa hàng chúng em lên video các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích này luôn này. Hôm nay tổng cộng là gồm có 16 cây các bác nhá. Đây, lô bên này thì cửa hàng chúng em đã để sẵn ra riêng hết rồi. Lô bên này là lô hệ khai thác các bác nhá. Lô bên này là hệ cưa khai thác này cho các bác có nhu cầu sử dụng hàng chuyên nghiệp. Đấy, hệ Estin, chuyên là hệ Estin luôn các bác nhá. Còn lô bên này là cửa hàng chúng em về sử dụng gia đình đây. Cho các bác sự lựa chọn những cái dòng máy cưa giá rẻ, Nhật bãi giá rẻ để cho các bác sử dụng về sử dụng gia đình. Nói chung là nhẹ nhàng hoặc là ít khi sử dụng đấy ạ. Và lô bên này thì cửa hàng chúng em các bác xem, các bác ưng ý tua đi tua lại xem video. Và lô bên này thì cửa hàng chúng em không cần cọc các bác nhé. Đó, không cần cọc. Và cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đấy, các bác chỉ cần tua đi tua lại, coi kỹ video, cửa hàng chúng em sẽ nói chi tiết ở trên video hết. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video cho cửa hàng chúng em. Các bác mà cái lô không cọc này á, thì các bác ưng ý rồi tua đi tua lại xem, thì các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, không cần phải cọc bất cứ đồng tiền nào các bác nhé. Còn lô bên này do là đơn hàng giá trị cao, cũng như là chiếc máy nói chung là ship đi ship lại, nói chung là nó rất là mắc tiền đó. Thì cũng như là đơn hàng nó giá trị cao nên là tiền ship của nó thì rất là đắt các bác nhé. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác ưng ý con nào ở trong này thì các bác cọc cho cửa hàng chúng em trước 200.000 các bác nhé. Trước 200.000 thì cửa hàng chúng em sẽ gửi máy đi cho các bác. Các bác để lại địa chỉ, cửa hàng chúng em sẽ gửi máy đi cho các bác. Đó, tại vì đơn hàng giá trị cao cũng như là cồng kềnh, nếu mà hàng đi mà các bác không nhận hàng ấy thì cửa hàng chúng em phải chịu ship 2 chiều rất là mắc. Đó, vậy là đơn này máy, dòng máy này thì nó rất là nặng các bác nhé. Đấy, nên là tiền ship của nó rất là cao. Còn như đơn này thì nó cũng giá nó vừa phải thôi, nên là cửa hàng chúng em không cần cọc luôn. Đấy, hôm nay thì cửa hàng chúng em phân chia rõ rồi nhá. Lô này là lô bên này là lô để cho các bác sử dụng gia đình này, để sử dụng gia đình. Còn lô bên này là hệ khai thác. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có này, Estin 024 AV Super, Estin 024 Wopot, hai con Estin 026 các bác nha. Đó, và một con Estin 028 AV, một con Estin 024 AV, một con Estin 024 AV Super tiếp, một con Estin 024. Đấy, và lô bên này là một con Echo Curit G3005, một con Makita cực kỳ đẹp, VIP xuất sắc các bác nha. Đấy, một con Estin 201, Estin cực đẹp các bác nha, Estin sử dụng gia đình nhá. Một con Husqvarna 333 cũng hệ sử dụng gia đình luôn. Và một con Komatsu Zenowatt, Komatsu Zenowatt các bác nha, cực VIP nóng đứng. Con này cũng hệ sử dụng gia đình luôn. Một con Echo Curit, con này thì nó có xả áp ở đây luôn các bác nhá. Một con tiếp Echo Curit nóng đứng, và cũng một con Echo Curit nóng đứng tiếp. Đấy, hôm nay là chúng em là lên một lô này cho các bác xem qua hệ cưa gia đình đấy ạ. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em là đánh dấu ký tự là lô O các bác nhá. Đây, đánh dấu là O1 này, O2, O3, O4. Đấy, đánh dấu lô O các bác nhá. Đấy, đánh dấu từng con một, O1, O2, O3, O4 này, O5, O6, O7, O8. Đấy, bên này cũng O9, O10, O11, O12 đấy, đến O16 các bác nhá. Các bác nào mà đã ưng ý con nào rồi đấy ạ, đã ưng ý con nào rồi thì các bác chỉ cần nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em, báo cho cửa hàng chúng em là con ô đánh dấu này, ví dụ các bác ưng con O10 đúng không, các bác chỉ cần đọc cho em là chốt cho anh con O10 là cửa hàng chúng em biết ngay là con Makita các bác nhá.
Đấy, còn cửa Makita là cửa hàng chúng em, các bác để lại địa chỉ rồi cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác. Đấy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc các bác nha. Nhận ship code toàn quốc từ Nam ra Tây Bắc, từ trên Tây Bắc xuống tới miền Tây. Đi đâu cũng có thể ship được hết tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán đối với lô này. Còn lô này thì nó là đơn hàng giá trị cao như đầu video cửa hàng chúng em nói rồi đấy ạ. Để cho các bác nào mà có nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp các bác nhé. Còn mà bảo vệ lừa lọc thì cam kết cho các bác là không có lừa lọc gì đâu ạ. Đấy. Và dòng này ấy, thì mấy cái dòng trên video này của cửa hàng chúng em nhé, là toàn hàng đời mới thôi. Linh kiện sửa chữa thay thế rất dễ dàng, nên là không phải lăn tăn bảo là những cái dòng máy cưa cổ đồ đá không có để sửa thì không có các bác nhá. Bởi vì cửa hàng chúng em là chuyên bán những dòng máy cưa sưu tầm cũng như là máy móc mà dễ sửa chữa, dễ thay thế linh kiện, chứ không có bán mấy cái dòng máy cưa cổ đó. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Còn máy móc thì cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản, chưa thay thế phụ tùng, chưa hề bung máy các bác nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Máy móc cửa hàng chúng em đã kiểm tra, đã dọn nổ ngon lành hết cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi các bác nhé. Đó, và cửa hàng chúng em là có đánh dấu tất cả giá tiền rồi, từng con máy này, mỗi con giá bao nhiêu thì cửa hàng chúng em công khai trên Facebook hết rồi các bác nhé. Đấy, nên là các bác trên trên video này hết rồi. Đấy, nên là các bác vui lòng xem kỹ rồi các bác ưng ý thì các bác đặt hàng. Rồi cả chúng em xin phép đặt để làm đỡ là mất thời gian của các bác. Cả chúng em đặt máy quay xuống, quay từng con một chi tiết, từng con một, cũng như là giới thiệu test nổ cho các bác để cho các bác có nhu cầu sử dụng nó dễ dàng nhất. Dạ vâng, cây cưa đầu tiên các bác nha. S-Tin 024AV Super. Con này là dòng nâng cấp của dòng 024AV và 024 các bác nhá. Hàng Super là dòng đương cấp hơn. Công suất của con này là 44,3cc. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Mặc dù nó sản xuất đã lâu rồi nhưng mà máy móc thì không chê điểm gì các bác nhá. Bởi vì cửa hàng chúng em con này là hàng tuyển lựa luôn. Đấy, các bác nhìn qua làm xích của nó này. Đó, các bác thấy cây mắt xích thì quá là to bản luôn các bác nhá. Cây lam thì cực kỳ đẹp. Cả chúng em xin phép đo luôn cây lam này xem là mặt cắt con này là bao nhiêu phần các bác nhá. Dạ, mặt cắt của con này, cây lam của con này là được 45 phân. 45 phân các bác nhá. Công suất nó là 44,3cc. Linh kiện sửa chữa đầy đủ. Có máy móc nguyên zin, chưa bung chạm máy móc. Đó, thắng xích thắng giếc sử dụng ngon lành luôn các bác nhá. Hàng VIP cực kỳ VIP, con này được cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là O1 này, 5.700.000 các bác nhá. Cho một chiếc máy cưa này miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện luôn. Máy móc nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Có hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 siêu chắc chắn các bác nhá. Tình trạng máy móc đẹp. Con này thì khoảng gần 90% nữa. Cực kỳ VIP. À, nói chung là về để sưu tầm quá là ok luôn các bác nhá. Dạ vâng, kể đến là con O2 cửa hàng chúng em đánh dấu là O2 các bác nhá. Con này là Estin Warpod 024AV. Nó là dòng Estin 024AV. Nhưng mà bản này là bản kỷ niệm 30 năm của dòng máy cưa Estin các bác nhá. Đó, hiệu nó là hiệu Warpod này. Cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Linh kiện của nó thì nó vẫn giống như cái dòng máy cưa Estin 024AV thôi. Giống hệt nhau nhưng mà bản này là bản kỷ niệm 30 năm của nó, của hệ Estin các bác nhá. Đó, máy móc thì vẫn nguyên zin. Hai ốc lam bằng trực tiếp ở khóa 19. Nó hơi bị chóc sơn một tí xíu ở cái phần ốc lam nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến sử dụng máy các bác nhá. Đó. Giá con này là cửa hàng chúng em bán 5.500.000. Công suất của con này là 42cc các bác nhá. 42cc. Lam của nó thì cửa hàng chúng em xin phép đo luôn cây lam. Dạ.
theo máy của nó thì lam vẫn mặt cắt được 45 phần các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Giá 5.500.000 cho một chiếc máy cưa O2. Dạ rồi, đến phần con này thì tiếp đến là con O3. Con này là hiệu Estin 026 các bác nhá. Các bác nào mà cảm thấy 024 và 024AV, 024AV Super nữa chưa đủ để khỏe thì các bác lựa chọn cho em con 026 này. Con 026 là công suất của con này là gần 50cc các bác nhá. Gần 50cc. Lam theo máy của con này cũng hơi ngắn thôi. Lam này là mặt cắt của nó là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt được 40 phân. Nhưng mà công suất của con này thì cực kỳ lớn, gần 50cc. Để cho các bác về sử dụng khai thác đó, công suất thì khỏe hơn rất là nhiều. Cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua. Và giá con này là cửa hàng bán với giá là 6.200.000 các bác nhá. Vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. $6.200.000 cho một chiếc máy cưa 026. Dạ vâng, qua con O4 các bác nhá. Cũng là Estin 026. Nhưng mà con này thì tình trạng máy đẹp hơn con O3 các bác nhá. Tình trạng máy đẹp hơn. Với lại con này đời hệ, nó lại có cái rất là hay cho các bác đây. Cái này là cái phần sưởi ấm tay lái các bác nhá, sưởi ấm tay cầm đấy ạ. Đó, đôi khi các bác ở, các bác nào mà chỗ vùng các bác lại có thời tiết mà mùa đông lạnh lẽo thì có thể bật cái sưởi ấm này lên thì cầm thì rất là ấm mà cũng như là thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, cái này là ở bên nước ngoài như kiểu về mấy cái bên châu Âu ấy ạ. Thì nó thời tiết của nó vào mùa đông thì rất là khắc nghiệt. Nên nó buộc tích hợp của nó là phải có cái sưởi ấm này để sử dụng thì sẽ làm ấm sưởi ấm tay cầm các bác nhá. Đời cực kỳ VIP đúng không các bác? Tình trạng máy móc thì quá đẹp, nó cũng giống như dòng 026 bình thường thôi. Đó, con này thì cả chúng em bán với giá là 6.800.000 các bác nhá. Lam con này thì cực kỳ dài, theo máy của nó là lam mặt cắt được 50 phân luôn. Mặt cắt được 50 phân. Lam tổng thể cây lam là 55 phân các bác nhá. Vẫn là công suất như thế, gần 50cc. Đó, 49 phải mấy cc đó thì em cũng không rõ nữa, nhưng mà gần 50cc các bác nhá. Một chiếc máy cưa Estin 026. Dạ vâng. Qua con O5. Các bác nào mà công suất lớn mà điều kiện kinh phí thấp thì có thể lựa chọn một con này các bác nhé. Công suất con này thì nó bằng luôn công suất của con máy cưa Estin 024AV Super các bác nhé. 44,6cc cho một chiếc máy cưa 028AV này. Con này là hệ cưa đời đầu luôn các bác nhé. Dòng Estin nhưng mà dòng đời đầu luôn. Các bác nào mà ưng ý hệ đời đầu thì có thể lựa chọn một con này. Con này lam là lam bằng Estin Latin luôn các bác nhé. Nguyên zin nó là lam Latin. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Làm chưa hề có biểu hiện bè đầu hay là móp méo gì cả. Công suất con này thì nó cũng thuộc dạng là khỏe để cho các bác sử dụng khai thác rồi. Đó, hệ là hệ đời đầu thì đảm bảo cho các bác là siêu bền. Hệ này linh kiện sửa chữa vẫn còn rất nhiều các bác nhá. Vẫn còn rất nhiều nên là các bác không cần phải lan tan bảo là máy hệ đời đầu là linh kiện sửa chữa không có thì con không phải các bác nhá. Bởi vì con này thì nó vẫn là rất là chuộng người tiêu dùng. Đó, con này thì cửa hàng chúng em để giá là 5 triệu đồng một chiếc máy cưa này. Theo máy là lam Latin luôn. Lam con này là bao nhiêu phân thì cửa hàng chúng em xin phép đo. Lam con này là mặt cắt của nó được 40 các bác nhá. Theo máy của nó mặt cắt được 40, lam Latin luôn.
Máy móc nổ vẫn rất là bon, rất là êm. Rồi qua con O6 các bác nha, một con S-Team 024AV. Con này thì công suất của nó là 42cc các bác nha. 42cc. Làm con này mặt cắt được 40 phân các bác nha, một mặt cắt được 40 phân. Con này là hệ nâng cấp của dòng 024. Đó. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là O6 giá 5.200.000 các bác nha. Máy móc con này thì cũng khá là đẹp. Không phải đến nỗi tệ đúng không các bác? Con này thì nó là một ốc lam thôi. Nguyên zin nó là một ốc lam nhưng mà vẫn có thể lên được hai ốc lam các bác nhá. Các bác nào mà muốn hai ốc lam thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em. Các bác yêu cầu thì cửa hàng chúng em sẽ lên miễn phí luôn thêm một ốc lam cho các bác. Còn cái này nó đang nguyên zin thì cửa hàng chúng em về để nguyên zin như thế này. Đó, cho các bác nào có nhu cầu muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em mới lên sau cho các bác thôi. Hoàn toàn miễn phí các bác nhá. Lên ốc lam hoàn toàn miễn phí luôn. Giá 5.200.000 cho một con O6 các bác nhá. Rồi qua con O7, con này cũng là dòng S-Team 024AV Super. Công suất của này là 44,6cc các bác nhá. Đời nâng cấp của dòng 024 và 024AV đấy ạ. Máy móc tình trạng thì cũng 19-10. Không thua kém thì những con về trước cả. Con này thì cả chúng em bán với giá là 5.600.000 các bác nhá. Hai ốc lam vào trực tiếp bằng khóa 19 luôn. Đấy, lam con này mặt cắt của nó được 40 các bác nhá. Giá 5.600.000 cho một chiếc máy cưa O7. Dạ vâng, cuối cùng trong lô cưa khai thác ngày hôm nay là cửa hàng chúng em đánh dấu là O8 các bác nhá, một con máy cưa S-Team 024 Made in Germany. Con này thì cửa hàng chúng em thì ngoại hình thì nó cũng bình thường thôi chứ không có đến nỗi nổi bật quá. Nên là cửa hàng chúng em xin phép và xả giá rẻ luôn để cho các bác đi hàng mới để về hàng, đi hàng cũ để về hàng mới. Đó, có điều kiện để về hàng mới các bác nhá. Cam kết cho các bác nòng bạc cực kỳ đẹp. Điện khỏe, bình xăng nguyên zin, máy móc tất cả nguyên zin. Đây, chỉ có cái phần mà tại sao mà cửa hàng chúng em để giá rẻ không ạ? Là nó bị hơi bị nứt một tí xíu. Nó bị nứt một tí xíu cái phần áo vỏ này thì nói chung là cửa hàng chúng em đã gắn đảm bảo siêu chắc chắn rồi. Đấy, đã hàn vào siêu chắc chắn rồi nên là nó không phải lăn tăn gì cả, nhưng mà cửa hàng chúng em xin phép là xả luôn để đi hàng nhanh. Đó. Con này là hệ 024 của Made in Germany, công suất 42cc các bác nhá. Nòng hơi chắc chắn, nòng hơi bít tông sọc ngang luôn các bác ạ. Đó, lam con này mặt cắt được 40 phân. Mặt cắt được 40, máy móc tình trạng 42cc. Hai vẫn là hai ốc lam nguyên zin nguyên bản của nó, nòng hơi thì cực kỳ đẹp. Đây cho các bác xem qua bộ nòng của nó này, sáng keng xe beng luôn các bác nhá. Dạ rồi, đến bây giờ là những hệ máy cưa sử dụng gia đình các bác nhá. Sử dụng gia đình là sao? Là sử dụng nhỏ nhẹ, nói chung là về cho các bác là dọn vườn đồ linh tinh, là cắt những cái cành cây nhỏ nhẹ vanh tầm khoảng đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về đấy ạ. Đó, còn mấy cái dòng này thì cửa hàng chúng em không cần phải cọc các bác nhá. Không cần phải cọc, nhưng mà hệ này là hệ nhỏ nhẹ nên là các bác vui lòng xem kỹ video cửa hàng chúng em để tránh tình trạng mà các đặt hàng rồi đến lại các bác lại chê nhỏ quá rồi lại không nhận hàng thì cũng tội cho cửa hàng chúng em ra đúng không ạ? Đó, thì trên video thì cửa hàng chúng em cũng nói rõ rồi đấy ạ.
những cái hệ mà không cần cọc là những hệ nhỏ nhẹ về sử dụng gia đình thôi các bác nhá, chứ không thể khai thác được. Về mà các bác lại cứ đòi cắt khoảng gốc cây to như kiểu là cái thùng phi hoặc là ấy thì không thể cắt được. Đấy, nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em nhé. Con O9 này, con này là hiệu Echo Kyurit các bác nhá. Hiệu Echo Kyurit, máy móc thì cực đẹp, nguyên zin nguyên bản. Đó, con này có núm bơm xăng phụ này, có e gió tự động, chụp giật trợ lực lò xo. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là O9 giá 2.200.000. Công suất của con này là 33cc các bác nhá. 33cc, nòng của nó thì có 38 ly thôi. Giá 2.200.000 cho một con O9 các bác nhá. Dạ vâng, qua con O10 các bác nhá. O10 là con cưa Makita. Con này cũng sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Máy móc thì tình trạng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn các bác nhá. Hàng bãi Nhật nhưng mà tình trạng siêu vip, siêu mới. Con này thì nó có núm bơm xăng phụ ở trên này các bác nhá. Đây, núm bơm xăng phụ, e gió ở trên này. Đó, con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 2.100.000. CC các bác nhá. 30cc. Dạ vâng. Kể đến là con O11 các bác nhá. Thông cảm cho cửa hàng chúng em, tí ngoài trời bây giờ đang lại lác đác vài hạt mưa thì xin phép cho các bác cầm vào đây để quay nốt video còn lại các bác nhá. Test nổ từng con một để cho các bác xem video có thể kỹ càng nhất. Đó, con này là con Estin 201C, máy móc cực vip, cực đẹp các bác nhá. Đó, con này là nó có núm bơm xăng phụ ở trên này luôn. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là O11 giá 3.500.000. Con này ạ thì nó có bị nứt nứt tí ở cái phần ở phần đen đen này chứ không phải là ấy đâu, thì cửa hàng chúng em xin phép cuốn cái băng keo này lại để cho các bác sử dụng nó đỡ vào tay các bác nhá, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cả. Cái này thì không có bao giờ phải tháo ra là gì cả. Nó chỉ bị nứt một tí thôi thì nó hơi bị xước vậy ạ. Đó. Giá con này là 3.500.000 các bác nhá. Giá 3.500.000 cho một chiếc máy cưa O11. Dạ vâng, qua tiếp con O12 các bác nhá. O12 là một con máy cưa Husqvarna 333. Con này là dòng máy cưa Husqvarna của Thụy Điển đấy ạ. Đó, công suất của con này là 35,2cc, nòng 40 ly các bác nhá. Nòng 40 ly, lam của nó mặt cắt được bao nhiêu đấy ạ? Cả xin phép các bác. Dạ. Mặt cắt con này lam, cây lam được 35 phân các bác nhá, 35 phân. Hệ nói chung là cũng nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình. Các bác nào mà thích hàng thương hiệu như thế này thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em. Giá con này thì giá 3 triệu đồng các bác nhá. Cửa hàng chúng em đánh dấu là O12. Thoáng, nổ rất là thoáng các bác nhá. Dạ vâng. Tiếp đến là một hệ hãng máy cưa siêu nổi tiếng rồi, Komatsu Zenowatt các bác nhá. Con này là dòng cưa bãi Nhật này,
Hệ con này là nóng đứng các bác nha. G3200 công suất của con này là nói chung là cũng 33-34cc đấy ạ. Đó, con này thì nó là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Nó chỉ khoảng nặng tầm khoảng gần 4kg thôi các bác ơi. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhé. Núm bơm xăng phụ ở đây, e gió tự động ở trên này. Đó. Hàng máy cưa hệ nóng đứng, các bác nào thích nóng đứng thì lựa chọn con này giúp cửa hàng chúng em. Đó, con này thì giá nó là 2.400.000, nòng của nó là 38 ly các bác nha, 38 ly. Nổ rất là êm đúng không các bác? Đó. Thực cực kỳ sướng luôn. Và con này thì sử dụng thì siêu thích, siêu sướng rồi. Làm con này mặt cắt của nó thì cũng hơi ngắn thôi các bác nhé. Mặt cắt con này được thì có 30 phân thôi. Mặt cắt của nó được 30 phân nhưng mà con này thì có thể là kéo được khoảng 45 năm vô tư. Dạ rồi, kế đến là một con máy cưa Echo hiệu tay dài các bác nhé. Con này là O14. Nó con này thì nó có xả áp ở đây này, giúp cho các bác giật rất là nhẹ nhàng. À, cũng không cần xài cũng được giật, nó cũng vẫn nổ thôi. Đó, các bác nào muốn nhẹ nhàng thì sử dụng con này cho cả hàng chúng em. Con này là con núm bơm xăng phụ ở đây các bác nhá. Còn núm bơm xăng phụ làm con này mặt cắt của nó thì cũng hơi ngắn 30 phân. Đó, con này giá thì 2.100.000. Công suất của con này là 33.4cc các bác nhá. 33.4cc hiệu Echo Curit. Triệu 100 ngàn cho một chiếc máy cưa Echo. Đó. Dạ rồi, các bác nào mà muốn công suất mà sử dụng gia đình mà lớn lớn một tí xíu thì các bác lựa chọn cho em một con này. Con này là cũng Echo GC35A, nòng đứng các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 35cc. Đó, nòng đứng. Giá con này là 2.800.000 các bác nhá. 2.800.000. Cho các bác là chụp giật trợ lực lò xo, có núm bơm xăng phụ, e gió tự động các bác nhá. Đó, bóp vào là đẩy về thôi. Đó, máy móc tình trạng này đẹp. Dạ vâng. Cuối cùng trong video ngày hôm nay là con O16 hiệu Curit của dòng Echo. Con này là được đánh mã của nó là CS300 các bác nhá. CS300. Có núm bơm xăng phụ, hai ốc lam bạn trực tiếp một khóa 13, nòng đứng các bác nhá, nòng đứng. Con này là cũng về sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Mặt cắt của cây lam con này là được 35 phân. Con này chụp giật trợ lực lò xo các bác nhá. Chúng em đã test nổ từng con một, báo giá từng con một hết rồi. Thì các bác nào đã ưng ý con nào rồi, muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Đó, mấy cái dòng cưa gia đình ấy, thì không cần cọc các bác nhá, không cần cọc trước. Còn các bác nào mà sử dụng cưa khai thác thì vui lòng cọc giúp cho cửa hàng chúng em 200.000. Đó, cho nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em cảm thấy ưng ý rồi, đủ nhu cầu của sử dụng của gia đình mình rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em.
hoặc các bác nào sử dụng Zalo đi, hãy kết bạn vào Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác muốn gọi video trực tiếp để xem trực tiếp cây máy thì cửa hàng chúng em vẫn sẵn sàng các bác nha. Các bác nha. Rồi, các bác kết thúc video ngày hôm nay rồi thì cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau. Ở ngoài trời thì cũng đang lác đác và hạt mưa quá nên là không thể quay lại lô vừa nãy cho các bác xem qua được, tại vì cửa hàng chúng em đem hết vào trong nhà rồi, bỏ ra từng cây một để quay nốt cho hết xong cái video thôi, nên là các bác cũng thông cảm cho cửa hàng chúng em nha. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn